Hello anh em nhé, hôm nay mình tìm được cái mod trông có vẻ là khá là lạnh đấy. Toàn băng là băng thôi, toàn băng với tuyết thôi. Quả mod lạnh phết chứ đùa. Thì quả mod này thì dùng nhạc hơi lạ nhỉ, dùng mấy cái nhạc kiểu dễ ăn bản quyền vãi. Không biết rằng nhạc chuẩn không nữa, tí ghép vào video bay bố kênh. Ui cái quả nhạc, ui quả nhạc lâu lắm rồi. Quả nhạc này không ăn bản quyền hơi phí. Thì chắc mình cho anh em nghe tí thôi, chứ còn đây còn cả nhạc review phim luôn này. Thôi, sợ lắm, phải tắt âm thôi. À con Pi này cũng được boost này, boost là nó bắn ra cái quả gì đấy? Quả bóng à, đúng không? Quả bóng này hình như là bắn một phát là nó kiểu nó sẽ đứt tay luôn anh em ạ. Bắn một phát là nó sẽ bằng nửa máu con zombie luôn nhá. Bắn đau phết chứ đùa đâu. Ngon đấy, con Pi này boost là đúng giá rồi. Boost lên như thế về cái giá này là chuẩn rồi. Mod này mùa ở bên chỗ mình gọi là đang lạnh mà chơi mod này cóng hết cả người ra. Ô sao mấy con gà chui đâu ra vậy? Ô sao đi nhanh vậy? Ô đi nhanh vãi. Thôi cho mất cái máy cày cho nhanh em ạ. Một con gà đi nhanh vãi. Đây là mấy cái con gì nhỉ? Zombie nhảy đúng không? Xong nó mót thành con gà hay sao á? Đi nhanh vãi lìn. Mấy con gì này có cả mắt người đấy này. Ô con này đi dáng y hệt cái con zombie hộp lổ á, đúng không? Con này là zombie hộp lổ mẹ, nó ghép cả mặt người mới sợ ấy. Phải có con chạy nhanh thế mà con cầm cưa là con đu xà không, mà sao có con chạy nhanh mà có con lại chạy chậm vậy? Phải lìn ạ. Ô con đu xà là trâu đấy. Ô phải lìn, bắn mấy quả bóng vào mặt nó không gãy tay này. Ô bây giờ mình gãy tay ạ, vãi lìn ạ. Con đu xà này trâu lắm anh em ạ. Úi dồi, mất mẹ hai cái máy cày thôi. Vãi lìn. Con đu xà này mình không cảm giác nó trâu hơn mà nó lại còn cả nó ăn nhanh nữa. Nó cắn tí là hết luôn con Pi Shocker của mình rồi. Đấy, ăn bao nhiêu đạn mà không gãy tay kìa. Ba con Pi nó thủ còn không biết có thủ được không nữa. Mình đã đặt sâu như thế rồi mà vẫn không thủ được thì chắc chịu thôi. Mod này mod gì ấy? Mình tưởng mod chiêu thôi anh ngờ lại khó. Phải không à? Làm lại thôi anh em. Thôi thì chơi lại kiểu lần đầu tham khảo chiến thuật. Nhưng mà có mỗi hai cây thì tham khảo kiểu chó thì có mỗi một hai cây một chiến thuật thôi chứ còn chiến thuật nào nữa đâu. Thì mình chỉ mong là nó ra ít con cầm cưa thôi, con cầm cưa máu nó trâu kinh khủng luôn. Máu nó trâu như kiểu nó bút bẩn ở đâu ra cái số máu đấy. Cố lên anh em ạ, chỉ cần thủ cố thôi, thủ cố đến cờ cuối thôi. Màn hai không lẽ không qua được, không lẽ bỏ mod đây nhỉ? Không được, đánh xong 10 màn đã, quy luật nó là thế. Và không biết qua nổi 10 màn không. Mới con lửa cờ thôi mà sớm vậy. Con đu xà này sao lần này nó nhảy bẹt dí hai cây rồi. Thì con này là nó nhảy tận 2 ô anh em nhé. Nói chung là giết con xà này cũng phụ thuộc vào nhân phẩm của anh em. Nếu con đậu của anh em bắn nhiều cái quả bóng vàng vàng ấy kìa thì con đu xà này sẽ chết rất nhanh. Chứ còn nếu mà anh em cứ bắn đạn thường á, nó có cân 5 lực luôn ấy. Nhưng mà trận này thì ít đu xà hơn trận nãy rồi. Trận nãy ra đu xà liên tục luôn. Trận này cũng bây giờ mới có một con thì thắng rồi anh em ạ. Chứ còn mà nó ra liên tục như vừa nãy thì thôi mình chịu luôn. Đấy rồi, trận solo khát máu rồi. Full đu xà đấu với full Pi. Nhưng trông có vẻ là full Pi trông có vẻ đụt hơn nhỉ. Vãi mới còn đằng sau cơ ạ. Thôi, cho máy cày thôi. May mà trận này đủ 3 cái máy cày chứ không thì hết cứu. Mẹ, bạn gửi cho mình cái mod gì đây? Chơi chó được. Chơi má. Quá đi, chơi giải trí tí thì bây giờ nó lại thành thế này rồi. May quá vẫn giữ được một cái máy cày anh em ạ. Nói chung là vẫn gọi là có tí lương tâm. Giữ được một cái máy cày, nói chung là vẫn có hy vọng là mod này nó sẽ nhẹ nhàng với mình hơn. Lại nữa, kèm theo một đàn gà nữa, đàn gà cũng chạy nhanh vãi lìn. Ui,
Cherry Bomb, làm việc Cherry Bomb. Ơ cái gì vậy, sao nó vẫn sống vậy? Ơ vậy em thấy giá 125 quả Cherry Bomb mà nó thấy ảo ảo rồi. Ai ngờ nó ảo thật. Cái con cầm cưa này hình như nó còn không mất máu luôn đấy. Là nó miễn nhiễm à? Nó miễn nhiễm luôn với Cherry Bomb hay sao? Thôi thì mình đánh cho nó 2 xe thôi. Nhưng mà mình mong là kiểu zombie nó sẽ đa số là nó sẽ đi cái hàng mà mình còn xe á, còn cái hàng vừa mất xe nó sẽ không đi, nó sẽ đi hoặc là đi ít thôi. Bây giờ ui nó nhảy phát ăn mấy cây luôn rồi. Đâu biết thủ được không nữa đây. Không biết zombie này có solo được với 4 con zombie không nữa. Mèo nằm chiêu chiêu được lại thua rồi. Mình vừa gáy được tí xong. Cherry Bomb vô dụng vai lìn. Giết cái con quan trọng, giết 4 con đu xà vào một hàng. Thủ thế nào được, reset reset, không ai cứu được. Do cay quá không để ý. Bây giờ mình mới để ý là anh em dùng quả Cherry Bomb á thì nó sẽ tạo ra cho anh em một cái quả cherry. Khi địch ăn vào thì nó sẽ kiểu như biến thành người Do Thái luôn á, đen xì luôn. Nhưng mà chỉ có zombie thường ăn vào đấy nhá, chứ cái con đu xà kia ăn vào cũng chả việc gì đâu. Ui lại thêm nữa à, mệt rồi nhá, hết màn 3 rồi đến màn 2. Cày con đu xà lắm rồi, nó mạnh cách vô lý. Gần đến cái cuối đây anh em ạ, gần đến cái cuối mà chỉ mất một cái máy cày thôi. Thì mình mong là mình sẽ trụ được đến cả cuối mà không phải mất thêm cái nào nữa. Chứ mất thêm cái nữa là hơi khoai đấy. Vì nếu mất thêm cái nữa thì hàng dưới nó sẽ xuất hiện thêm zombie anh em ạ. Chứ còn bây giờ chưa mất thì zombie nó sẽ không spoil hàng dưới nhiều nhá. Thì mong là không có đu. Vừa mong xong chui đâu ra. Thì chắc là mình vẫn giết được nó thôi. Vì con đu xà này là nó sẽ kiểu nó bị mất cái gậy sớm quá nên là nó không bật tốc đi vào được. Đừng nói là mày cân luôn hai con bi đấy nha, đu xà nha. Thật đúng vậy, nó định cân luôn hai con bi của mình á. Ui vẫn chưa gãy tay ạ, bắn mỏi cái mồm rồi. Bây giờ mình gãy anh em ạ. Trầu vãi, bây giờ mình bắn mới chết được. Thật sự luôn, khó kinh. Con này nó trâu, nó chết, nó còn đứng lên nó chặn đạn một lúc cơ. À, mất dậy thật sự đấy. Đến cờ cuối rồi, chả biết là có thủ được không. May quá mấy con zombie khỏe nó chui hết xuống cờ dưới rồi. Mẹ con Cherry Bomb kia chả có tác dụng gì cả. Vì con này nó miễn nhiễm với hệ lổ hay sao á. Mấy con lổ là không thể giết được cái con đu xà này. Mãi mới thắng để lấy được con gua lút. Con gua lút thấy không đồng rồi đó, thấy giòn ấy. Thì cuối cùng đã sang được màn 4 rồi. Màn này còn có cả thợ mỏ, có cả xe luôn đấy. Mấy con màn 4 này mà mình cần gì áp lực vậy không? Đã ra con thợ mỏ rồi, khoai thế nhỉ? Con thợ mỏ đào cũng nhanh nữa anh em ạ. Má nó chứ, nó còn học đâu cái thói sử dụng lão vậy. Bộ zombie này nó đi tìm lão chứ đâu nó có lão đâu mà sao nó thông minh vậy chứ. Trận này thì sau mỗi cái đợt có con thợ mỏ đấy thì dễ hẳn luôn. Chả có con zombie nào khỏe nữa. Thì không biết rằng cờ này thì chắc là mình thắng rồi. Mình mất có một cái máy cày thôi mà. Nên là mình nghĩ rằng đánh được rồi. May quá, vẫn có màn mình đánh được anh em ạ. Màn này thì zombie nó cũng khá đông ấy, nhưng mà toàn cơ bản thôi. Với cả nó game nó cho mình khá nhiều cái quả ốc trốn lổ. Thế nên là trận này qua dễ không à, trận dễ nhất luôn. Thì mình cứ kiểu cho cái máy cày nó cày lốt mấy cái này cho nhanh nhá. Chứ giết tụi nó phải đợi ốc trốn lổ. Cái mìn này tẩm đá à? Sao giá thì giá chát thế nhỉ? Mìn tẩm đá rồi, giá chát lắm. À, cũng nổ 3 hàng luôn. Thế là giá cả cũng không khác gì một quả Cherry Bomb thứ hai. Quả bóng này là cái gì đấy? Sao quả bóng này? À, là con đu dây anh em ạ. Tưởng cái gì? Quái, nó nổ phát đi hết luôn. Bay cả đội hình luôn rồi. Ui có mấy con săn mình tích để mình đánh mà bây giờ thế này lại thua tiếp rồi. Quá ai mà
không biết vì lý do gì nhưng mà mình cứ đánh lúc nào mà nó kiểu là hết sạch máy cày thôi anh em ạ. Kiểu mình thế, mặc dù biết là thua nhưng vẫn cứ đánh thôi. Sau khi bị chảm sát thì mình đã kiểu mình đã thủ đến cờ cuối rồi nhá. Thì cờ cuối này thì trông có vẻ là khá ok đấy. Được đấy, cờ cuối trông có vẻ ngon, cờ cuối toàn mấy con zombie đi chậm thôi. Thế là ổn rồi. Thì mình sẽ kiểu mình sẽ thủ, ưu tiên thủ mấy hàng không có máy cày trước nhá. Rồi, cuối cùng cũng win rồi. Con pi băng này mà ở map băng thì không biết có bá không. Vì đây là kiểu đây là mà ở mod về hệ băng mà. Nên con pi băng thì chắc cũng phải bá rồi. Oh my god. Bá vãi, không chế cứng luôn. Ôi, pi băng ở mod nào cũng bá này à? Mod này cũng bá luôn. Mod này khống chế còn ác luôn. Mà đam hình như cũng được tăng. Mặc dù bắn ra bơ nhưng mà là khống chế lại là băng nhá. Chắc là bơ ở map này nó lạnh quá, nó biến thành băng luôn anh em ạ. Có pi băng vào phát đánh dễ hẳn luôn anh em ạ. Con pi băng này nếu mà mấy cái con đọc báo nó bị dính hiệu khống chế là nó sẽ không lổ được luôn. Mấy cả mấy con đu dây nữa. Gì vậy, mới màn 7 thôi mà what the fuck. Cốt bot ở cái màn robot bên PBZ2 này. Không có ớt mấy không có băng. À, không biết rằng con bot này nó sẽ như con bot bên PBZ1 hay là nó sẽ lấy sức mạnh của PBZ2 thì không biết. Mà nếu nó như PBZ2 thì chắc hết cứu. Ảo thật đấy. Đây là sức mạnh của PBZ1 rồi. May quá. Chứ còn nó lại nhả quả cầu ra này. Bất lực thôi, mất cái máy cày thôi, biết sao giờ. Đồng như thế này thì ai mà thủ nổi. Mày chịu. Đánh đi nào được. Mẹ vãi đi, cho cây băng rồi bắt vả với boss.